Chào mừng các bạn đến với chương trình Chuyện đêm muộn của MC Nguyễn Thành Quyển 5, chương 116 Quy lực của tức nhưỡng à, Chúng ta sẽ cùng xem tức nhưỡng có uy lực như thế nào nhé Trong mấy chục năm, Ngô Miễn và Quy Bất Quy vắng mặt Hoàng sao đã khiến nhân gian loạn đến long trời lở đất Vốn dĩ, hắn cũng đã vài lần có cơ hội tiêu diệt hoàn toàn lý đường nhưng không biết tại sao hoàng sao đều không nắm bắt được thời cơ kết quả là mấy năm gần đây hoàng sao bắt đầu bại dần mấy đại tướng dưới trướng như chu ôn cô phản bội dân binh quy hàng đại quân trước đây vốn cực kỳ dũng mãnh của hoàng sao cũng đột nhiên trở nên yếu ớt dịu dã mấy lần giao chiến với quân nhà đường đều kết thúc bằng việc quân hoàng sao thảm bại ngoài trừ truyền của hoàng sao phải phương sĩ ngược lại sóng yên gió lặng, chỉ là những kẻ có tên trên sát lệnh ngày càng trở nên gian xảo, rào hoạt hơn. Tình huống thường thấy là mấy năm trời mới chỉ tiêu diệt được một hai kẻ, nhưng điều khiến quy bất quý không ngờ được chính là phản đồ lớn nhất của phái phương sĩ đồng thích chấn, thế mà đến giờ vẫn chưa có tên trong sát lệnh. Có vẻ như từ phúc đã hoàn toàn quên mất tên đệ tử này. Trong khi đó tên của Hạ Nguyên Thu Lại đã được thêm vào sát lệnh Chỉ có điều Hàn Cung giống như Đồng Thích Trấn và Tường Hợp Tiên Đều đã biến mất mấy chục năm Có vẻ như từ lúc Ngô Miễn Quy Bất Quy đến Đảo Nhĩ Thì bọn họ Cũng chưa từng xuất hiện trở lại Kể xong những chuyện xảy ra Trên đất liền suốt mấy chục năm qua Dương Bính Lại dò hỏi mấy người Quy Bất Quy muốn đến gặp Đại Phương Sư Từ Phúc để làm gì? Nếu bọn họ có ý định mạo phạm Đại Phương Sư, thì cho dù mấy người dương bính có bị quang xuống làm bồi cho hải yêu, cũng không ai dám dẫn bọn họ lên thuyền của Từ Phúc. Quỷ bất quỷ nghe xong liền chỉ vào một tảng đá lớn mà Bách Vô Cầu đang kê mông ngồi, nói với dương bính. Nhìn thấy tảng đá kia không? Đó chính là tức nhưỡng, tương truyền rằng, được cha của đại vũ là cổn dùng để trị thủy. Chỉ cần đem khối tức nhẫn này cho đại phương sư tử phúc của các ngươi là có thể lấp được hải nhãn. Đến lúc đó, đại phương sư của các ngươi không cần chấn thủ ngoài biển nữa, có thể mang theo các người quay lại đất liền. Đại phương sư các người cũng không cần phải quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển. Đây thật sự là thần khí tức nhưỡng sao? Dương Bính kinh ngạc đi xuống cục đá đang kê dưới mông bách vô cầu hắn có thế nào cũng không thể tưởng tượng được một thần khí trong truyền thuyết thế này lại bị bách vô cầu tùy tiện dùng làm vật kê mông nhưng mà tức nhưỡng trong truyền thuyết không phải là loại bùn đất có thể tự sinh trưởng sao sao lại biến thành một cục đá to đùng đen xị như mực thế này dù dương bính không nói thẳng ra nhưng quỷ bất quỳ vẫn nhìn ra nghi vấn trong mắt hắn ông già cười tủm tìm đứng dậy bước đến tảng đá kê dưới mông bách vô cầu thò tay bẻ một màu vụn chỉ to chừng cái móng tay ngón út sau đó ở trước mặt dương bính vê tay xoa nó thành bột mịn lại sai đám phương xì si cho dương thuyền trước mặt mọi người đứng trên hai con thuyền quê bất quỳ thổi nhúm bột trong tay ra mặt biển phía xa chỉ giây lát sau mặt biển ngay chỗ đám bột phấn rơi xuống bắt đầu nổi lên vô số gợn sóng to nhỏ khác nhau theo mặt biển lay động không ngừng từ dưới nước nổi lên Một hòn đảo nhỏ Cùng may sau khi hòn đảo nhỏ Đã thành hình Thì không phát triển thêm nữa Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi Cũng đã đủ khiến chúng phương sĩ trên thuyền trợn mắt kinh ngạc rồi Đám hải yêu dưới thuyền cũng hoảng sợ Kêu la trí chóe Chứng kiến một màu tước nhớt nhỏ như vậy Mà chỉ trong chốc lát Đã biến thành một hòn đảo nhỏ Ngay cả quy bất quý đã chuẩn bị tâm lý từ trước mà trong lòng cũng không khỏi ngỡ ngàng Vốn cho rằng nó Có thể nở thành một vỉa đá ngầm Là đã không tệ Trước đó ông già ta Cũng chưa từng thử qua tức nhưỡng này Và lúc dùng thử trước mặt các ngươi luôn Ngày xưa Chỉ từng nghe qua cái tên tức nhưỡng Hiện tại xem ra đây quả thực Là một bảo bối đáng tiền đấy Còn nó no rồi Cả người sẽ có thể đi theo đại phương sư Trở lại đất liền hòa giặt tức nhưỡng Phải bị nghiền nát Rồi thả xuống nước Mới phát huy tác dụng Dương Bính nhìn hòn đào nhỏ trơ trụi trước mặt Vẫn kinh ngạc Đến không khép được miệng Một hồi lâu hắn mới hoàn hồn Lại nhìn tảng đá Đang kề dây mông bách vô cầu Hỏi quy bất quy Là tiên sinh Một thần khí quy giá như vậy Mà các vị lại tùy tiện lấy nó Làm ghế ngồi ư Nhờ thay thì không khỏi có chút coi thường thần khí nhỉ xem người nói kìa bất thần thanh hoa nói lại đi quy bất quy cười khà khà một tiếng nói tiếp ai nói không thể dùng thần khí làm ghế ngồi hả có thể lấp hài nhãn thì là thần khí để cho con trai gốc của ông già ta ngồi nghỉ một chút thì không phải thần khí nữa sao dù không thể bắt bẻ được quy bất quy nhưng dương bính vẫn loáng thoáng cảm thấy không ổn hắn liền tìm một cái bàn trên thuyền lại gọi đồng môn trên con thuyền còn lại mang đến một tấm vải đỏ. Sau khi mời Bách Vô Cầu đứng lên, Hà liền hết sức công kính, nâng khối tức nhưỡng đặt lên bàn. Ông đây ngồi ở đâu cũng như nhau cả, không cần ngồi cao như vậy đâu. Để mấy người dương bính khiêng ghế ngồi của mình đặt lên bàn. Bạch vô cầu hiểu sai ý Tưởng rằng đám phương sĩ nhận ra mình là hải yêu vương Muốn mời mình ngồi lên cao nếu kể cả là ngồi Thì cũng cao quá rồi đấy Bạch vô cầu nói dứt câu Thì cũng leo lên bàn Sau đó lại ngồi xuống tảng đá lớn kia Đá phương sĩ dương bính Không dám mời hắn leo xuống Hết cách chỉ đành cam chịu Để bạch vô cầu tạm thời Dùng tước nhưỡng làm ghế ngồi Xuân một ngày trời Bạch vô cầu cứ như mọc rễ bên trên tức nhưỡng Ngồi y ở đó không chịu đứng lên không có hải yêu kéo thuyền Tốc độ của con thuyền không thể so được Với ngày hôm qua Nhưng tốt xấu gì cũng ổn định hơn nhiều Chỉ là phải chậm mấy ngày Mới có thể đến được chỗ tử phúc Sau khi đám phương sĩ dương bính lên thuyền Ngoài trừ lãnh trách nhiệm lái thuyền Thì còn phải chia nhau ra hầu hạ ngô miễn quy bất quy Và hai con yêu quái Tuy bọn họ đều đã tích cốc nhưng ngô miễn và hai con yêu quái Thì vẫn cần phải ăn uống đủ đầy Thế là dương bính lại tự tay chuẩn bị đồ ăn Mời ngô miễn và hai con yêu quái ra dùng bữa Chỉ đến lúc này Bạch vô cầu mới chịu rời mông ra khỏi tức nhưỡng Đặt trên bàn Lao dương này Đồ ăn người nấu thật không tệ nha Kiếp trước người làm đầu bếp đấy hả Bạch vô cầu nhét một miếng thịt ra cầm phơi khô vào miệng Vừa nhai nhồm nhòm Vừa nói tiếp để tình bớt cơm ngơi nấu, chờ khi nào gặp được đại phương sư tử phúc của các ngươi, ông đây bày ra chút thể diện yêu vương, xin tử phúc đổi tên cho ngươi thành đệ tử lớp chữ quảng nha. À, chuyện này thì không cần đâu, ta không dám tư tưởng đến trở thành đệ tử chân truyền của đại phương sư. có thể có được danh phận môn hạ đệ tử của đại phương sư thì dương bính đã vô cùng cảm kích rồi. dương bính nói đến đây. Hơi dừng một chút rồi nói tiếp Tình ra còn phải đi mấy ngày nữa Mới đến được chỗ của Đại Phương Sư Các vị dùng cơm xong Thì xin mời về khoang thuyền nghỉ ngơi Khi nào chuẩn bị xong bữa tối Ta lại mời các vị ra dùng bữa Bạch vô cầu và nhóc nhậm tam Chỉ ước gì có người hầu hạ Ngày thế thì liền quay người Vào khoang thuyền nghỉ ngơi Ngồi miễn thì càng không có gì để nói Chưa ăn cơm xong đã quay vào trong khoang thuyền Chỉ còn quy bất quy Vẫn ở lại trên boong. Câu được câu trăng nói chuyện phiếm với Quy bất quy cũng không gấp cáp gì Ngồi tan gẫu với dương bính Cả buổi chiều Mà đến khi mặt trời một lần nữa lặn xuống Mới thả người đi chuẩn bị cơm tối Ngồi miễn và hai con yêu quái Ăn xong bữa tối Rồi lại quay về khoang thuyền nghỉ ngơi Đến lúc này trên mặt quy bất quy Mới lộ ra vẻ mệt mỏi Ông già ngáp dài mấy cái rồi nói với Dương Bính Con thuyền này giao lại cho các ngươi Đợi sau khi gặp được Đại Phương Sư nhà các ngươi Ông già ta nhất định sẽ giúp ngươi nói thêm vài lời tốt đẹp Nói dứt lời, Quyền Bật Quỳ cũng trở lại khoang thuyền của mình Để mặc Dương Bính cùng mấy tiểu phương sĩ thu dọn cơm thừa canh cặn trên bàn Sau khi dọn dẹp xong Dương Bính lại dẫn mấy vị sư đệ đồng môn của mình đi xuống khoang cất hàng dưới đáy thuyền. Bọn họ đã vất vả cả ngày rồi, bây giờ cũng cần nghỉ ngơi một chút. Thời gian chậm chạp trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ tí. Phương si trên hai con thuyền đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày cả đám hải yêu vây quanh dưới thuyền cũng đang ngủ say. Lại qua thêm gần một canh giờ, mà thầy đã sắp giờ xỉu từ khoang thuyền phía dưới có một bóng người lặng lẽ Không một tiếng động bước lên Bóng người này đi đến chỗ cái bàn đang để tức nhưỡng Hít bọn hơi thật sâu Đưa tay nhẹ nhàng sờ soạn lên khối đá Sau đó lại móc từ trong ngực áo ra Một cái bình xứ nhỏ Ngày lúc người này Sắp đổ thư chất lòng không biết là gì trong bình Lên bề mặt tức nhưỡng Từ phía sau đột điên vang lên một giọng nói giàn đua So với tượng hợp tiên và hạ nguyên thu Thì người cũng coi như nhẫn nhịn tốt đấy Ông già ta chờ người cả một đoạn đường Không ngờ là chờ đến tận lúc lên thuyền rồi Người mới chịu thò mặt ra Nếu người ra tay chậm thêm chút nữa Chưa biết chừng ông già ta đã bỏ cuộc mất rồi Dương Bính chỉ có mình ngươi thôi sao Bóng người kia Đúng là Dương Bính đã hầu hạ mấy người ngô miễn quý bất quý cả ngày hôm nay. Hạt nghe ông già nói vậy thì tỏ vẻ khó hiểu. Ta nghe danh tức nhưỡng đã lâu. Lần này chỉ muốn đến xem một chút thôi mà. Đeo trên tay ngươi không cầm hóa thiên thủy. suýt chút nữa là ông già ta cũng tin rồi đấy. quy bất quý cười khà khà một tiếng tiếp tục nói. <laughs> Kẻ chủ biêu đứng sau ngươi nên bọn ta đã ghé qua đảo nghĩ chắc hẳn cũng đoán được bọn ta ở trên đảo đã lấy được thứ gì. Lúc trước đồng thích chấn dám lộ mặt là vì bên cạnh tử phúc còn có nội ứng của hắn. Nói trở lại, sau khi người lộ diện thì người mà đồng thích chấn để lại bên cạnh tử phúc cũng không còn mấy đâu nhỉ? đúng vậy, trong tay ta chính là hóa thiên thủy. chuyện này công đầu nói lên được gì? dương bính cười khổ một tiếng trực tiếp bóp nát bình xứ trong tay chất lòng trong suốt như nước lập tức đổ lênh láng lên tức nhưỡng sau đó bề mặt khôi đá nhanh chóng bị ăn mòn chỉ trong chốc lát cả khôi đá đã bị hóa thiên thủy ăn mòn lủng lỗ chỗ như tổ ong một cơn gió biển bất chợt thổi qua tương nhưỡng thêm mặt trực tiếp biến thành bột phấn thổi tung ra biển thấy tương nhưỡng đã tan thành cát bụi dương bính mới thở vào một hơi nhẹ nhõm Hàn lào đi về nước hóa thiên thủy Còn dính trên tay Nó với quy bất quy Bây giờ không còn tức nhẫn nữa Đại phương sư vẫn sẽ tiếp tục Ở lại trên thuyền Quỷ lao tiên sinh Thật xin lỗi Nói được một nửa Dương Minh đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng Một phấn tức nhẫn bị thổi bay xuống biển Sau nay giờ Vẫn chưa thấy có hòn đảo nào nổi lên Lục trường chỉ một màu tức nhẫn To bằng móng tay thôi đã có thể sinh trưởng thành một hòn đào nhỏ trong nháy mắt. vừa rồi bao nhiêu bột phấn tức nhẫn như vậy rơi xuống biển. tại sao lại chẳng thấy gì biến hóa vậy? có phải người đang nghĩ tại sao tức nhẫn rơi xuống biển mà lại không có động tĩnh gì không? chuyện này mà cũng cần phải nghĩ à? thư người vừa phá hủy chẳng qua là một khối đá gan rồng để áp đáy thuyền thôi. mấy chuyện đơn giản như vậy mà không nghĩ ra sao? Quý bất quy cười khà khà một tiếng tiếp tục nói với dương bính <laughs> tức những vô cùng quan trọng ông già ta cũng không dám dùng hàng thật mà thử ngươi vợ hay lại thấy trong khoang có tảng đá kích thước tương tự chủ thuyền này thật là không biết xem hàng vậy mà lại đem đá gan rộng đi làm đá áp đáy thuyền nếu người thầy hủy một tảng vẫn chưa đủ thì trong khoang vẫn còn mấy chục tảng nữa đây đá áp đáy thuyền Đảng đa lớn Đặt trong khoang thuyền Để ổn định thuyền khi ra khơi Hóa thiên thủy Chuyên dùng để phá hủy thiên tài địa bảo Vừa rồi nhìn thấy toàn bộ tức nhưỡng bị phá hủy Trong lòng dương bính Vốn không chút nghi ngờ Đến giờ mới hiểu ra Mình thêm mà vẫn trung kế của cái ông già này Lúc này Trung phương sĩ bị tiếng ồn đánh thức Lần lượt từ trong khoang thuyền đi ra Sau khi hiểu ra mọi chuyện Từ cuộc đối thoại giữa hai người một vị phương sĩ hơi lớn tuổi bước ra không nói hai lời trực tiếp phong ấn thuật pháp của dương bính lại xong xuôi mới xoay người hành lễ với quy bất quy nói quỳ lão tiên sinh dương bính thân là phương sĩ lại đi câu kết với phản nghịch cùng mày nhờ lão dân ra ngài phát hiện ra sớm nếu như hắn thật sự phá hủy tức dưỡng thì đại phương sư sẽ không còn hy vọng trở lại đất liền dương bính vốn là người dẫn đầu nhóm phương sĩ bọn ta nay hắn gây ra chuyện hiển nhiên ngài cũng sẽ hoài nghi đến bọn ta Để cho mọi chuyện minh bạch công bằng Trung phương sư bọn ta Từ nguyện phong ấn thuật pháp Trở đến khi trở lại trước giá đại phương sư Sẽ nhờ đại phương sư phân biệt đúng sai thật giả Người này nói xong Không chờ quy bất quy trả lời Đã quay người Nói về những phương sĩ còn lại trên hai con thuyền Trong chúng ta Xuất hiện một kẻ phản nghịch Về đề quy bất quy lão tiên sinh không nghi ngờ Chúng ta sẽ tự phong ấn thuật pháp của chính mình Khi nào về đến chỗ đại phương sư Sẽ để lão nhân ra ngài ấy tra xét kỹ càng Trong khi nói Phương sư nọ đứng trước mặt quy bất quy Tự cởi bỏ hết quần áo trên người Toàn thân trần trụi đứng trên bong thuyền Tự phong ấn huyệt khí hải Trong huyết mạch của mình Nếu như không có ngoại lực giúp đỡ Bản thân hắn không thể tự giải trừ phong ấn Thầy phương sĩ này Đã tự phong ấn thuật pháp Đặng Phương Sĩ còn lại trên hai con thuyền Cũng bắt trước theo Từ phong ấn thuật pháp của mình lại Thầy toàn bộ Phương Sĩ đều đã từ phong ấn thuật pháp Quỷ bất quỷ lúc này mới tùm tìm cười nói <cười> Làm gì vậy Trông cứ như là ông già ta bức ép các ngươi không bằng Nhưng nếu các ngươi đều đã phong ấn thuật pháp rồi thì thôi Không có lần sau đâu đấy Các ngươi tiếp tục lái thuyền đi Sớm gặp được đại phương sư của các ngươi chừng nào thì cả người cũng sớm được giải trừ phong ấn chừng ấy Thế là nhóm phương sĩ cũng không nghỉ ngơi nữa Bắt đầu căng buồm đi tiếp Lần này quy bất quy lại bảo bách vô cầu Sai bầy hải yêu giúp sức kéo thuyền đi Chỉ là không cần kéo đi với tốc độ bàn thờ như lần trước nữa Chỉ chọn một vài con hải yêu cường tráng cầm dây trước mũi thuyền kéo đi Biến cho người và yêu trên hai con thuyền lại vật vã vì say sóng thuyền lại đi thêm một ngày một đêm nữa Đến dạng sáng ngày thứ ba Thì đến được vị trí đội thuyền của tử phúc Bạch vô cầu trước tiên ra lệnh giải tán đám hải yêu Sau đó đi theo chúng phương sĩ dẫn đường Ngô miễn quý bất quý Và hai con yêu quái một lần nữa Trải qua biến đổi thời không Đi vào vùng biển được tử phúc thiết lập trận pháp bảo vệ Vẫn là tình hình như trước kia Xa xa có vô số thuyền Tụ lại một chỗ Hai con thuyền của nhóm ngô miễn Quỳ bất quỳ và đám phương sĩ neo lại Ở một khoảng cách khá xa Một lúc sau Mới nhìn thấy một người trẻ tuổi Ăn mặc phục sức phương sĩ màu trắng Bước đi trên mặt biển Tiến về phía này Người nọ đến gần hai con thuyền Khom người thi lễ nói Đại phương sư nghe nói Các vị ngô miễn quỳ bất quỳ đã tới Đặc biệt lệnh cho phương sĩ thẩm nhị lang Ra ngoài nghênh đón Vừa nói dứt câu Phương sĩ này lại cung kính hành lễ về phía ngô miễn quy bất quy Sau đó quay sang nói với đám phương sĩ trên hai con thuyền Theo pháp chỉ của đại phương sư Trung phương sĩ dương bính Ở lại trên thuyền không được phép vọng động Là sao sẽ có người chuyên trách Đến được các người đi gặp đại phương sư Trong lòng không có gì hổ thẹn Thì không lo bị giáng tội Vẫn mong các vị sư huynh cứ an tâm Ở lại trên thuyền Chúng Phương Sĩ đều đã đoán trước được kết quả này Mời Phương Sĩ trên thuyền của Ngô Miễn liền bắc một tấm ván giữa hai con thuyền Đưa theo Dương Bính trở lại thuyền của mình Phương Sĩ áo trắng Nhìn thấy toàn bộ Phương Sĩ Đều đã rời khỏi thuyền lớn của Ngô Miễn Mời thỏ tay xuống biển Kéo mỏ neo bằng sắt lên Hắn cứ thế tay không cầm lấy mỏ neo Lôi kéo thuyền lớn của Ngô Miễn Đi vòng ra phía sau đội thuyền Phương Sĩ áo trắng này là một gương mặt mới Trước đó chưa từng thấy người này xuất hiện bên cạnh tử phúc Thoan niên hẳn lạ Mới đi theo tử phúc không lâu Nhưng hắn tuổi tác còn trẻ Mà lại có thuật pháp cao như thế Khiến cho quy bất quy ở trên thuyền Cũng không khỏi lau mắt mà nhìn Ông già đứng ở đầu thuyền Cười tùm tìm Nói với phương sĩ áo trắng Đang kéo thuyền đi trước Hình như ông già ta chưa từng gặp ngươi nhỉ không biết tiểu phương sĩ người xưng hồ thế nào Có thể đi truyền pháp chỉ của đại phương sư Chẳng hẳn cũng không phải đệ tử bình thường Nghe quỷ bất quỷ nói vậy Phương sĩ áo trắng cũng không quay đầu Vừa tiếp tục kéo thuyền về phía trước vừa đáp Bẩm quy tiền bối Ta là đệ tử của sư tôn Quảng Nghĩa Tên là Thẩm Nhị Lang Đại phương sư thấy Nhị Lang còn nhỏ Nên cho ta làm chân sai vặt Bên cạnh đại phương sư Mấy năm nay nếu như sư tôn và quảng tín sư thúc Không ở bên cạnh đại phương sư Hết thầy mọi chuyện liên lạc với chúng phương sĩ Đều do ta thực hiện Nói đến đây Thầm địa làng dừng một chút Rồi lại tiếp 30 năm trước Ta bái là môn hạ dưới chướng sư tôn quảng nghĩa Mấy năm qua Thường nghe sư tôn và đại phương sư nhắc đến ngô miễn tiên sinh Và quy bất quy tiền bối Hôm nay rút cuộc đã gặp được hai vị Coi như thẩm nhị lang hưởng Cái phúc khí của sư tôn và đại phương sư Quảng nghĩa nhắc tới ông già ta Và nhất định là chẳng có lời gì tốt đẹp Quy bất quy cười khà khà tiếp tục nói <laughs> Quả nghĩa quả là con mắt nhìn hơn đám quảng nhân nhiều Lúc trước thu nhận một tên tà tử Lên bị đại phương sư nhà các ngươi nhìn chúng Một hai phải giữ lại bên người học nghệ Bây giờ thu nhận được một thẩm nhị lang cô bị đại phương sư ưng bụng sự tồn của người cái khác không được chỉ còn mắt tuyển chọn đệ tử thì lại rất có tài đấy quy tiền bối khách khí rồi lúc nói chuyện Thầm nhìn lang vẫn không quay đầu nhìn lại tiếp tục kéo con thuyền đi sang bên cạnh đội thuyền sau đó hà ném bỏ neo xuống biển rồi nói với ngô miễn và quy bất quy phía sau đội thuyền là hải nhãn mà đại phương sư đang trông coi Mời các vị tiền bối dài bước sang bên đó Nói chuyện với đại phương sư Nghe thẩm nhị lang nói vậy Ngồi miễn quý bất quỳ dẫn theo hai con yêu quái Cùng nhảy xuống thuyền Lục bạch vô cầu nhảy xuống Quyền không cầm theo khôi đa tức những to đùng kia Đi theo thẩm nhị lang Xuyên qua đội thuyền Không lâu sau đèn nhìn thấy lỗ đen khổng lồ kia Từ phúc cùng với ba vị thần thức Chia ra chấn thủ bốn phía Trọng thành ngô miễn quý bất quý và hai con yêu quái đi vào Vì thần thức tốt tính trong số đó Vây tay về phía bọn họ nói Lão cáo giả người đến đây Ngài nói lần này Càng người mang về cho ta lấy vật gì phải không nhỉ Quỷ bất quỷ bật cười kha kha Chậm dại bước đến bên cạnh thần thức Chỉ vào khối đá bách vô cầu đang ôm trong lòng Nói Chút đồ chơi con nít thôi chỉ là một khối tức nhẫn năm đó Cồn chị thủy để lại ông già ta vừa nhìn thấy là lập tức đào nguyên khối tức nhẫn lên đem đến cho các người lâu này tương nhân đã được đưa đến trước mặt bàn thể tử phúc đại phương sư đưa tay sở lên tức nhẫn một chút sau đó mỉm cười nói với bách vô cầu làm phiền bệ hạ từ xa xôi vạn dặm đem bảo vật đến đây khai khí làm gì Ông đây đã sớm không còn là đại vương với cả bệ hạ gì nữa Và lại ông đây là yêu quái kiểu gì thì ngươi cũng biết rõ rồi Nếu không bị ông giả thúc ép Thì ông đây cũng không tin là mình lại có thể cẩn mẫn chịu khó Đích thân đem nó đến đây cho ngươi đấy Anh vô cầu vừa nói Vừa vân khối tức nhưỡng xuống chân từ phúc Đại phương sư cũng không trách hắn Khẽ mỉm cười Rồi nói với ngô miễn đứng phía sau bách vô cầu Ngài nói người thành thân rồi Ta không thể rời khỏi chỗ này Mà đến dự được Chờ trách ta Ngô miễn không mặn không nhạt Liên nhìn từ phúc một cái nói Quà mừng của ngươi tới rồi Nếu trong mấy kiếp sau Nàng ấy bị kẻ nào ức hiếp Ta sẽ trực tiếp gửi tên của hắn cho ngươi Mấy lời này Làm đại phương sư bật cười to một trận Sau đó Lại nhìn ngô miễn nói tiếp ở chỗ này canh trường hải nhãn mãi Thật nhàm chán Người còn muốn đến thay ta mấy ngày không Nếu được vậy Ta đảm bảo cho phu nhân của người Mười kiếp bình an Để ta đi trong hải nhãn Ngô miễn liên nhìn từ phúc Từ trên xuống dưới một lượt Rồi nói Không được Khi nào chán quá Ta sẽ lên đất liền đi dạo Chẳng qua chỉ là mấy con yêu ma quỷ quái gì đó Bị hải nhãn phun ra thôi mà ở đâu mà chả có Ngô Miễn vừa dứt lời Vì thần thức vẻ mặt nghiêm túc Ở bên trái liền nhú mày Quay sang đối với bản thể tử phúc Không phải ngươi thật sự Mà đem chỗ này giao cho y đấy chứ Tử phúc hơi mỉm cười giải thích Cũng chỉ nói vậy thôi Ngô Miễn không kiên nhẫn như chúng ta Giao lại chỗ này cho y Thì thiên hạ đại loạn mất Nghe bản thể nói vậy Thần thức có vẻ mặt nghiêm trang mới thở phào một hơi lúc này quy bất quy lại bước đến trước mặt bản thể tử phúc cười khà khà với đại phương sư nói đã mấy trăm năm không gặp rồi chỗ này của ngươi vẫn không thay đổi gì lần này ông già ta đến gặp ngươi còn mang theo lễ vật nữa đây ta đã thấy tức nhưỡng rồi còn đang muốn cảm tạ lão cáo già ngươi đây tử phúc nhìn quy bất quy cười một chút rồi tiếp tục nói tức nhẫn ta đã nhận Tâm lòng của người ta cũng lãnh Nếu không có chuyện gì nữa Thì các người quay về đi Ta còn phải xem nên dùng tức nhưỡng Để lấp đầy hài nhãn như thế nào Đừng con như vậy liền đuổi người đi chờ lễ vật của ông già ta tới rồi Điều vẫn chưa thấy quả đáp lê Của đại phương sư ngươi Nghe ra tử phúc muốn tiễn khách Tươi cười trên mặt quy bất quy Thoáng chốc cứng đờ Ông già cười gượng một tiếng Lại nói tiếp thiệt hạ có ai mà không biết đại phương sư tử phúc là người rộng rãi nhất chứ quả đáp lễ thế nào cũng phải lớn hơn lễ vật đưa tới ông già ta làm sao có thể phá vỡ quy tắc của đại phương sư được cũng không thể à, bởi vì ta mà khiến đại phương sư bị người ngoài cười vào mặt nó cái gì mà đại phương sư keo kiệt bùn xin à, bớt một thêm hai lão cáo già Năm đó ta giam người 100 năm Bây giờ coi bộ vẫn còn hơi ít nhỉ Từ phúc mỉm cười nhìn thoáng qua người bạn thân từ nhỏ của mình Dừng lại một lúc Rồi nhặt khối tức nhưỡng dưới chân lên Ông ta phủ phép cho tức nhưỡng trôi nổi trước mặt mình Vừa tỉ mỉ quan sát nó Vừa tiếp tục nói Ta biết người muốn cái gì Đề bằng phải không Còn nó rồi thì người không cần sợ trận pháp của đồng thích chấn nữa Nếu mà lúc trước ta cũng từng nói rồi Ta cần dùng đê băng Để trông coi hải nhãn Nếu hải nhãn thật sự có thể lấp kín Thì trả đê băng cho người cũng không sao Nhưng tiền đề Là phải lấp được hải nhãn đã Nghe đại phương sư Lại lôi chuyện lấp hải nhãn ra Nói với mình Trong lòng quy bất quy khẽ động một chút Ông già dò hỏi Gì nữa đây Khối tức nhẫn này ông già ta đưa tới cho người không đúng sao có chuyện gì thì Đại Phương Sư ngươi cứ nói thẳng ra đi Ngày câu biết ông già ta suy nghĩ đơn giản Nào biết quanh con lòng vòng Quỳ bất quỳ người suy nghĩ đơn giản Nghe được mấy lời này Cả bàn thể lẫn mấy vị thần thức của tử phúc Đều bật cười to Vị thần thức tốt tính nhất Còn ôm bụng cười bò Cười đến mức cả người đều run lên Thầy mê lao tử phúc Đều đang cười nhạo quy bất quỳ Trên mặt bách vô cầu Liên tỏ về không nhịn được nữa. tên thổ lộ lướt nhìn Quy Bất Quy nói: à ông già, lời này của cha hơi quá rồi đây. đến ông đây cũng nghe không nổi. cha mà suy nghĩ đơn giản thì trên đời này còn ai suy nghĩ phức tạp nữa? con trai ngốc nhà người thì biết cái gì? Quy Bất Quy không thèm để ý đến thằng con trai ngốc nhà mình nữa, tiếp tục cười nịnh nói với Tử Phúc. <laughs> Tại phương sư người nói thế là có ý gì Người ra ra đi Ông già ta không được Thì chúng ta có thể thương lượng Tiếng cười vừa dứt Bản thể tử phúc nói với quy bất quy Vợ này ta đã ra giá rồi Chỉ cần lấp được hải nhãn Thì sẽ trả đế băng lại cho ngươi Nhưng đây là giá gốc rồi Không có chỗ cho lão cáo giả ngươi mặc cả đâu Chỉ cần lấp được hải nhãn liền trả đế băng lại cho mình chuyện này nghe qua cũng hợp tình hợp lý quyết bất quy lên cười khà khàn đói <laughs> à, thì vậy thì uh, theo uh, y theo lời đại phương sư lúc ông già ta ở trên biển cũng đã tưởng thấy qua rồi chỉ cần một màu tức nhưỡng to bằng cái móng tay là có thể nở ra thành một hòn đảo nhỏ bây giờ ở đây có nguyên một khối lớn như vậy lấp đầy một tá cái hải nhãn rồi vẫn còn dư ra một hòn đảo lớn ấy chưa Nói thôi thì tác dụng gì Phải thử mới biết được Vừa nói Bàn thể từ phúc nhẹ nhàng đẩy khối tức nhưỡng một cái Khối đá to Liền bay trong không trung Để bên cạnh vị thần thức Có vẻ mặt nghiêm túc Thần thức ngầm hiểu ý Quan sát tức nhưỡng một lúc Rồi bẻ xuống một khối to bằng bàn tay Lại dùng tay trực tiếp Nghiền nát khối tức nhưỡng đó thành bột phấn sau đó Thần thức bưng theo nhúm bột phấn Bay lên phía trên hải nhãn Chậm rãi Rắc từng nhúm nhỏ bột phấn Vào trong hố sâu khổng lồ kia Tình luận tiểu phương sĩ si thẩm nhị lăng Thì có cả thầy chín cầm mắt Đang nhìn chằm chằm vào số bột tức nhưỡng Đang nhanh chóng chìm sâu vào trong hải nhãn Tiếp đó Từ trong hải nhãn truyền đến Một chàng âm thanh kỳ quái Nghe giống như có người đang kéo lê vật nặng Chỉ có điều Âm thanh này vừa vang lên đã lập tức tắt ngấm Mà đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất Cũng không thấy hải nhãn có bất kỳ biến đổi nào Người thả xuống quá ít Mỗi một tẹo như vậy Thì ăn thua dê Quỷ bất quỷ tiến đến cạnh thần thức Ngân cổ đi một lúc lâu Cũng không thấy hải nhãn bị lấp kín Thế là ông giả đích thân Bè một khối tương nhưỡng to bằng đầu người Bừng lên đứng ngay mép hải nhãn Trực tiếp dùng tay Nghiền đắt khối tức nhưỡng này rồi giải toàn bộ bột phấn vào bên trong. Nhưng điều khiến quý bất quý không ngờ được chính là lần này sau khi vụn tức nhưỡng rơi hết xuống hải nhãn, bơi đầu còn có bọt khí không ngừng trào ra. Sau đó thì lại giống hệt như vừa rồi. Trong hải nhãn chỉ chuyển ra âm thanh Vật nặng bị kéo lê. Đợi xuôi một lúc lâu sau, cũng không thấy hải nhãn có chút gì bị lấp kín. Hải nhãn sâu đến như vậy sao? Bao nhiêu tức nhưỡng như vậy Công đủ hình thành lãnh thổ một nước nhỏ Vậy mà bấy nhiêu Và không đủ để lấp đầy hải nhãn Trong lòng ông già bắt đầu cảm thấy bồn chồn Chẳng lẽ chỗ tức nhưỡng mình đem đến Thật sự là không đủ dùng sao Để đến lúc này Lại muốn thương lượng với tử phúc lần nữa Thì đã không còn kịp rồi Quỷ bất quỷ dứt khoát nghiền nát toàn bộ số tức nhưỡng còn lại thành bột phấn Sau đó ném hết vào trong hải nhãn Lần thứ ba bột phấn rơi vào trong hải nhãn Chỉ một lát sau Toàn bộ mặt biển đều bắt đầu chấn động kịch liệt Như có động đất Liên tục có những mảng bọt khí lớn Từ trong hải nhãn trào ra Còn có thể nghe thấy những tiếng rầm rầm Như núi rung đất chuyển Thầy rốt cuộc cũng nhìn ra chút Dấu hiệu hải nhãn được lấp đầy Trong lòng quy bất quy lúc này mây nhảy nhóm chút một hơi Chỉ cần chờ thêm một lúc Để khi hải nhãn hoàn toàn bị lấp kín rồi lại đòi lão già từ phúc giao đế băng ra Xem lão còn lôi ra lý do gì Để thoái thác nữa Có điều lần này Chờ hết một khắc thời gian Trong hải nhãn mặc dù Vẫn không ngừng phát ra từng trạng âm thanh bất thường Nhưng trước sau Lại không hề có dấu hiệu bị tức nhưỡng lấp kín Lại chờ thêm một lúc lâu Toàn bộ âm thanh và bọt khí Mới hoàn toàn biến mất Đi xuống hải nhãn Có thể thấp thoáng trông thấy có dị vật bên trong Chỉ tiếc là Và không thể hoàn toàn lấp kín Lâu này Bản thể từ phúc đích thân tiên đến dìa hải nhãn liếc mặt nhìn qua một lượt Rồi quay sang đó với quý bất quý Bây giờ hai tay đã trống không Còn thiếu một chút nữa thôi Lao cao giả Ngươi còn tức nữa nữa không Chỉ cần một màu to bằng cây móng tay là đủ rồi Quỷ bất quỷ ngồi xổm xuống bên cạnh hải nhãn bối rối nhìn vào dị vật đang thấp thoáng ẩn hiện dưới làn nước biển Để một lúc lâu Ông già cây mông ngồi bệt xuống mặt nước Quay đầu lại nói với tử phúc Chỉ là thiếu một chút nữa thôi Có thể dùng thư khác Chèn vào mà. À, ví dụ như Nếu có thể dùng thư khác Để lấp hài nhãn thì năm xưa Người lập gian nhà hạ Đã không phải là đại vũ Tử phúc nhìn quý bất quy khẽ mỉm cười Sau đó Là nhìn hài nhãn chỉ thiếu chút nữa đã có thể lấp đầy Thở dài một tiếng rồi nói tiếp à, Năm đó khi ta quyết định đến đây trong trường hải nhãn Cũng đã hạ quyết tâm sẽ vĩnh viễn chấn thủ nơi đây Là chiêm tổ chứ gì Không đợi tử phúc nói xong Quỷ bất quỷ đã lên tiếng ngắt lời ông ta Vừa rồi còn đinh đinh Đề bằng đã nắm chắc trong tay rồi Kết quả lại thua vì bỏ kem móng tay lúc nghe tử phúc nói chỉ còn thiếu một màu tước nhưỡng cơ cái móng tay là có thể lấp kín hải nhãn suy chân nữa ông già đã đâm đầu vào hải nhãn luôn rồi nhưng mà cáo già chính là cáo già chỉ giây lát sau ông già đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu Quỷ bất quỷ liếc nhìn gương mặt vẫn luôn mỉm cười của tử phúc thở dài nói tiếp à nếu hôm nay quả thực có thể lấp kín hải nhãn thì người đã nhìn thấy trong chiêm tổ từ sớm rồi Câu sẽ không phải như bây giờ Ông già ta đâu có bốc phét Suy nghĩ của ta đúng là đơn giản quá rồi Ôi chao Chẳng qua là bề ngoài Trông có chút xảo quyệt mà thôi Lão cao già Nếu được có thể trở lại Ta sẽ nghĩ đến hết thảy những biện pháp khả thi Có biết ai là người đã chôn tức nhẫn Trong vườn quyết trên đảo nhĩ không Từ phút ngồi xuống cạnh quy bất quy mỉm cười tiếp tục nói Bất kể là ai đem tức nhưỡng đến đây Cũng đều sẽ thiếu một màu Nhỏ bằng móng tay như vậy thôi Có một vài chuyện chính là như vậy Khi người đinh ninh rằng Mấy năm nắm chắc phần thắng trong tay Kết quả lại chỉ thiếu một chút xíu như thế đây Nói đến đây Từ phút ngàng đầu thoáng nhìn sang ngô miễn Lại nói tiếp Ta không biết các người đã bắt đầu nghi ngờ ta Cho rằng ta không yên tâm về ngươi Mày bày ra một trận pháp Muốn giam cầm ngươi lại Cả người đều nghĩ sai rồi Đúng là có trận pháp Nhưng mà không phải để đối phó ngươi Đó là thủ đoạn cuối cùng của ta Nói đến đây Từ phúc cười khổ một tiếng Rồi mới tiếp Đó là ta chuẩn bị trước Nếu như có một ngày chính ta Cũng không đủ khả năng khống chế được hải nhãn Ta sẽ mở trận pháp ra Đưa tất cả ma quỷ quái bị hải nhãn phun ra vào bên trong trận pháp và cả chính ta nữa. trận pháp kia không phải nhắm vào ngươi mà nhắm vào chính bản thân ta. trước đó từng có một lần hải nhãn phun trào vào đúng kỳ suy yếu của từ phúc, tuy rằng từ phúc đã sớm chuẩn bị trước một số đan dịch nhưng tình thế lúc đó phát triển quá nhanh, ông ta chưa kịp uống đan dịch thì đã có vô số yêu quái phun trào ra, rồi đã có nhóm thần thức chia ra ra sức đánh giết Nhưng vẫn có không ít yêu quái Kịp lao về phía đội thuyền Khiến cho chúng đệ tử trở tay không kịp Nhận lành không ít tổn thương Cùng bài các phương di phản ứng khá nhanh Lập tức kết trận ứng phó Nhờ phối hợp xử lý ổn thỏa Cuối cùng mới không tạo thành thương vong Tử Phúc lo rằng tình huống như vậy Trong tương lai sẽ phát sinh lần nữa Để trong lúc trồng giữ hải nhãn Đã sáng tạo ra trận pháp đặt tên là Bất Quy Đồ Nói ra thì còn là do quy bất quy Thời còn học nghệ dưới chướng tử phúc Từng nhắc đến Mới nảy ra ý tưởng này Để mới có cái tên bất quy đồ Giờ theo ý tưởng của tử phúc Toàn bộ yêu ma quỷ quái Bị hài nhãn phun ra Sẽ bị giam cầm trong trận pháp này Đầu tiên sẽ để bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau Trở đến khi chỉ còn sót lại Mấy yêu ma quỷ quái cuối cùng Ông ta sẽ ra tay tiêu diệt nốt bởi vì thuật pháp của mình quá cao sợ rằng khi tiến vào trận pháp sẽ phá hư nó cho nên tử phúc đã thêm vào trận pháp một vài thủ đoạn có thể kiềm chế chính mình nhưng bởi vì cả ông ta lẫn ngô miễn đều có khí tức của hạt giống thế nên mới bị hiểu nhầm là trận pháp được tử phúc sáng tạo nhằm đối phó với ngô miễn bởi vì trong trận pháp vẫn còn những sơ hở mà tử phúc chưa thể hiểu rõ cho nên đến nay Vẫn chưa từng thử qua Không ngờ cuối cùng lại bị chính đệ tử của mình đánh cắp Rồi ngay đến cả đại thuật sĩ tịch ưng chân Cũng bị vây hãm trong đó Ngồi bên nghe xong Cũng không tỏ thái độ gì những bách vô cầu ở một bên Lại phát hiện ra trong lời nói có sơ hở Nói vậy ngay từ đầu Người đã biết ai đánh cắp Bất quy đồ rồi hả Sao lại không tỏ thái độ gì hết vậy Lúc ông đây tới Còn nghe nói họ đồng kia vẫn chưa có tên trên sát lệnh của ngươi Không phải ông đây nói ngươi chứ Phản đồ như vậy còn giữ lại làm cái gì Vô béo để dành ăn Tết hả Bệ hạ Hiện tại vẫn chưa đến lúc đối phó với đồng thích chấn Tuy rằng bản thân bách vô cầu không thừa nhận Nhưng từ phúc vẫn gọi hắn là Bệ hạ Giờ lại một lúc ông ta nói tiếp So với đồng thích chấn thì yêu sơn và địa phủ Mới là đại họa Hiện tại hai bên đã bắt tay với nhau Nếu còn không ngăn cản Thì bọn chúng nhất định sẽ gây hoạn nhân gian Đến lúc đó Ta nên làm gì Giờ hết phương sĩ quay về trợ chiến sao Vậy thì hải nhãn bên này Sẽ hoàn toàn không thể khống chế được nữa Nó đến đây Từ phúc mỉm cười nhìn bác vô cầu Rồi lại tiếp Chô dựa của địa phủ Chính là âm binh tuần hoàn chuyển thế Hiện giờ âm binh bị hoàng xảo mang đi khỏi địa phủ Lại bị đồng thích chấn khống chế nếu lúc này đụng đến đồng thích chấn Đồng nghĩa với việc Đã giúp địa phủ một đại ân Cứ để bọn chúng đấu đá lẫn nhau đi Chỉ cần địa phủ chưa triệu hồi được âm binh Bọn chúng sẽ không dám vọng động chuyện đao binh Bao nhiêu năm rồi Đại phương sư người vẫn dùng cái cách cũ dích đó Để đối thủ tự đấu đá lẫn nhau Bản thân người có thể nào Cũng không thiệt hại gì Quy bất quy cười khả khả một tiếng Tiếp tục nói không lập đường hải nhãn Ông già ta cũng không có mặt mũi đòi hỏi đê băng Nhưng mà đại phương sư ngươi nói một chút Về sơ hở trong trận pháp Thì chắc là được chứ nhỉ Ngươi không động vào đồng thích chấn Cũng không chắc rằng Hắn không chạy đến đối phó bọn ta mà đúng không Nói thật nhá Bất quy độ của ngươi quả thật Rất bá đạo Ông già ta đi vào Mà cũng không tìm ra sơ hở đấy Sơ hở ở ngay trước mặt các ngươi Chẳng qua các ngươi đều không chú ý đến thôi Từ phúc cơn như biết được mọi chuyện xảy ra trên đất liền Ông ta nhìn quy bất quy khẽ mỉm cười nói Tại sao nhai xế Có thù tất báo kia có thể ra được Mà các ngươi lại vẫn bị giam bên trong Đàn đó rõ ràng rồi Thì trong trận pháp chỗ nào cũng là sơ hở Đó cũng là lý do chính Mà ta mãi vẫn không dùng đến nó đấy nó đến đây Từ phúc dừng một chút Quay sang nói với thầm nhị lang Nhị lang Người đi đa bảo các Đem thứ đồ trên tầng cao nhất đến đây Ta có chỗ cần dùng Cẩn tuần pháp chỉ của đại phương sư Phương sĩ áo trắng cung kính hành lễ xong liền quay người đi về đội thuyền phía sau Nhìn theo bóng dáng phương sĩ áo trắng đi xa Quy bất quỳ cười khà khà nói với tử phúc Hiểm thầy đại phương sư lại bắt đầu Dìu dắt vãn bối như vậy Không biết thẩm nhị lang kia có lai lịch thế nào Người không biết còn tưởng hắn Là cốt nhục của đại phương sư Người lưu lại trên đất liền đấy Bây giờ đến tìm người thân Giam người 100 năm Đúng là quá ít Lão cao giả Lúc trước ta hẳn là phải giam người 1.000 năm Từ phúc lờ mắt Liếc nhìn quy bất quy nói tiếp Thằng bé này có chút tuệ căn Đi theo quả nghĩa thì hơi đáng tiếc Để ta đích thân dạy dỗ mấy năm Nhưng nhị lang có thể đi tới đâu Thì phải xem tạo hóa của chính nó Có điều từ lúc ta ra biển tới nay Nó cũng có thể xem là một hạt giống tốt hiếm hoi Trên con đường tu luyện thuật pháp Qua không bao lâu Phương sĩ áo trắng thẩm nhị lang Đem theo một cái hộp gỗ dài trở lại bên người tử phúc Đại phương sư mở hộp gỗ ra Bên trong vậy mà lại là một thanh trường kiếm. Trường kiếm này không phải sắt, cũng không phải đồng. Thân kiếm nhìn qua trong veo, loang loáng như nước mùa thu. Không ai nhìn ra thân kiếm được chế tạo từ vật liệu gì. Tại biết tham làng đã bị phá hủy trong binh giới vô biên. Đây là pháp khí mới mà ta tặng cho ngươi. Tên thì vẫn chưa đặt. Nếu người thích thì tự đặt tên cho món pháp khí này. Lời quá thì cũng không sao. Dù gì cũng là cho ngươi dùng. Tử Phúc vừa nói Vừa nhắc trường kiếm ra khỏi hộp gỗ Đi lại lần cuối Rồi tỏ vẻ luyến tiếc Mà đưa cho ngô miễn Người ấy cho ta pháp khí Ngồi bên nhận lấy thanh trường kiếm Có chút khó hiểu mà nhìn Tử Phúc Rồi mắt đi xuống thanh trường kiếm Y lại hỏi Người tốt với tan như vậy từ khi nào thế Người ấy nói chuyện Thật không có lương tâm Tử Phúc bị nam nhân tóc bạc Chọc chóc bật cười nói <cười> ngay cả vật bất truyền của phái phương sĩ ta cũng truyền cho ngươi rồi còn chưa được tốt với ngươi nữa sao vào khi này ngươi phải bảo quản cẩn thận đừng để giống như tham lăng vỡ rồi là không sửa được nữa đâu lúc này quy bất quy ở một bên đột nhiên mở miệng nói đại phương sư ngươi lại nhìn thấy cái gì trong chiêm tổ rồi Từ phúc mỉm cười nhìn quy bất quy nói <laughs> Ở à, chỗ người vẫn còn một cái chiêm tổ mà Tính thử một chút là biết cả thôi Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Quỷ bất quỷ gặp chuyện cực kỳ bực bội Lần trước trong lúc ông già rất bách vô cầu Đi tìm một chỗ kín đáo giấu chiêm tổ Tại một sân đồng trong núi hoang Vô tình gặp được sói yêu doãn bạch Đã từng cùng ngô miễn Gặp được khi trước Khi đó ông già trở loe lên một ý tưởng Bảo bách vô cầu ra mặt thuần phục con doãn bạch này sau đó Nhét chiêm tổ vào miệng nó Cho nó nuốt vào bụng Lại bố trí trận pháp Trong phạm vi hoạt động của sói yêu Nuốt nó lại trong hang núi Giấu chiêm tổ trong bụng của doãn bạch Coi như gia tăng một tầng bảo hiểm Có thể tính là Để con yêu thú này bảo vệ chiêm tổ Cho dù có người dân nào đó Lên núi đi săn Vô tình phát hiện ra doãn bạch Cũng sẽ bị con yêu thú này Dọa sợ vai đái ra quần Quỷ bất quỷ nghĩ thì rất hay Để đến khi ông già lại muốn lấy chiêm tổ ra khỏi bụng Doãn Bạch Mới phát hiện ra Con yêu thú đang lẽ Đang bị mình giam cầm Đã mất tích đi đâu rồi Bởi vì thời gian đã qua quá lâu Để lúc Doãn Bạch trốn đi Còn để lại dấu vết gì Thì đến giờ công đa không còn nữa Tình già thì so với chuyện Thiếu một màu tức nhưỡng nhỏ Bằng cây móng tay Chuyện làm mất chiêm tổ Còn khiến ông già lộn ruột hơn mấy phần Chào lúc tự phúc nói chuyện với quý bất quý ngồi biến chở duỗi tay bung bột cái lên thân kiếm khoảnh khắc ngón tay y tiếp xúc với kiếm từ trong thân kiếm liền phát ra một tiếng rồng ngâm trên đời có rất nhiều pháp khí có thể phát ra loại âm thanh như vậy là do bên trong pháp khí có nhiều lỗ nhỏ li ti mà mắt thường không dễ phát hiện khi pháp khí bị vung nhanh chém mạnh hoặc có người sử dụng phép khống phong đưa lên cao không khí xuyên qua những cái lỗ đó sẽ tạo nên âm thanh tương tự như tiếng rồng ngâm có điều thanh trường kiếm trong tay ngô miễn thì không phải như vậy ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào thân kiếm ngô miễn cảm nhận rõ ràng tiếng rồng ngâm là từ sâu bên trong vọng ra thậm chí còn cảm giác được bản thân pháp khí đang tự run lên sau khi cố gắng ghi lại cơn rung động của thanh kiếm ngô bên liếc mắt nhìn từ phúc hỏi Pháp khi này được chế từ xương rồng sao Vậy còn phải xem hai chữ xương rồng này Được định nghĩa như thế nào Từ phúc khẽ mỉm cười lại nói Ta biết nhiều năm trước đây Bạch Ly Hì từng làm cho ngươi một bộ pháp khí vầy rồng Vầy rồng chắc không được tính là xương rồng đâu nhỉ Pháp khí trên tay ngươi Được làm từ nội đan của chân long Cho thêm huyền thiết từ thiên thạch mới rèn thành nếu như nội đan không được tính là xương rồng Thì pháp khí này Cũng không gọi là pháp khí xương rồng được Nội đan của chân long Quỷ bất quỷ vừa nghe từ phúc giới thiệu lai lịch của thanh trường kiếm Thì liền nhảy dựng lên Nhìn bộ dạng có vẻ như ông già Muốn giật lấy trường kiếm trong tay ngô miễn Để nhìn cho rõ Nhưng do dự một lúc rồi Và không dám ra tay Ông già đi quanh nam nhân tóc bằng một vòng Mặt thì dán chặt vào thanh trường kiếm trong tay y Rốt cuộc là đại phương sư Lắm tiền nhiều của Quy bật quy cô lắm Mới rời đường mắt ra khỏi thanh trường kiếm Trong tay ngô miễn Ông giả liếc nhìn từ phúc một cái nói Thời như nội đan của chân Long Tù si trong thiên hạ Đều dùng như thần khí Đại phương sư ngươi Lại dám nung ra đem đi luyện chế pháp khí à Bỏ viên nội đan thôi không cần làm quá lên như vậy Từ phúc cười một tiếng Rồi quay sang tiếp tục Nói với ngô miễn Vô di ta muốn luyện ra một thanh pháp khí Giống như tham lang Nhưng làm vậy Thì lại có vẻ bất kính với sư tôn khâu vũ chân Nghe tới nghĩ lui Cuối cùng mới quyết định luyện ra Một thanh pháp khí như thế này Trong khi từ phúc nói chuyện Ngô miễn vùng thanh trường kiếm lên nhẹ nhàng Mua may một chút Theo trường kiếm chuyển động trên thân kiếm loe lên một luồng ánh sáng uốn lượn như rồng trông như đang có một con rồng uốn mình bao quanh thân kiếm Thành ngồi bên muốn thử pháp khí ở đây từ phong khẽ mỉm cười vịn vai nam nhân tóc bạc lại nói Ê, chỗ này không phải nơi cho người thi triển pháp khí pháp khí này qua bá đạo lợi như nó cộng hưởng với hải nhãn thì rất phiền phức đây còn có chuyện này ngươi phải chú ý pháp khí này ta chỉ mới luyện chế được một nửa đã còn lại là phần vỏ kiếm Để lại cho người tự nghĩ cách Bên từ phúc ngăn cản dùng thử pháp khí Ngồi bên quay lại Nước nhìn đại phương sư Trường kiếm trong tay y hết sức quái dị sức mạnh của nó dường như Nằm ngoài khả năng khống chế của y Ngồi bên cũng lo lắng rằng Nếu trường kiếm trong tay mình Mất khống chế Không trường xét thật sự Cộng hưởng với hải nhãn Thế là nam nhân tóc bạc cất lại trường kiếm vào trong hộp gỗ, Sau đó khoác hộp lên lưng Y Điền từ Phúc gật đầu một cái Rồi nói với Quý Bất Quý Ông còn muốn ở lại đây bao lâu Ngô Miễn quả nhiên là Ngô Miễn Chưa từng có ai nghe được người nói tiếng cảm ơn Từ Phúc mỉm cười với Ngô Miễn và Quý Bất Quý Sau đó nói với ông già Cả người cũng đừng quấy rầy ta tiếp tục trong trường hải nhãn nữa Quay về đi mặc dù không đòi được đê băng nhưng tử phúc cũng đã ám chỉ về sơ hở của trận pháp bất quy đồ tuy là quy bất quy chưa thể hiểu được ngay nếu với đầu óc tinh quái của ông già chắc tám phần là có thể hiểu rõ trước khi về tới đất liền chỉ có một điều quy bất quy vẫn không nghĩ ra tại sao đang yên đang lành tử phúc lại tặng pháp khí long đan cho ngô miễn món pháp khí này có thể nói là có một không hai trên đời Đại phương sư tự mình sử dụng còn được Có gì lại muốn tặng cho một người ngoài như ngô miễn Về đại phương sư này Vốn cùng chẳng phải người rộng rãi hào phóng gì Tại sao năm lần bảy lượt yêu ái ngô miễn như thế chứ Nhưng khi không Lại vớt được một món pháp khí Có thể trở thành thần khí Lo sợ tử phúc quay mặt đổi ý Quy bất quý cười khà khà một tiếng Khai khí vài câu với vị ân sư dạy dỗ ngày xưa sau đó cổ với ngô miễn rời khỏi hải nhãn bọn họ đi theo thẩm nhị lang dẫn đường quay trở về giữa đội thuyền lúc này Đàm phương sĩ dương bính đã được đưa xuống thuyền từng người một bị sắp xếp đưa lên cách ly ở những thuyền khác nhau vì chuyện của dương bính nên phải kiểm tra toàn bộ những phương sĩ này đã không chừng trong số đó còn có đồng bọn của dương bính Thầy Đăng Phương Sĩ si dù đã từ phong ấn thuật pháp Cũng không thể chứng minh sự trong sạch của bản thân Bạch Vô Cầu hỏi Quy Bất Quy Ông giả, chả nói xem Chẳng lẽ Tử Phúc thật sự không nhìn ra bên cạnh mình Có mấy tên phản đồ sao Một người tinh tế như lão ta Sao có thể để người bên cạnh đối tiếp nhau Làm phản mà lại không hề hay biết được chứ Thầy Phương Sĩ si Áo Trắng Làm như không nghe thấy mấy lời Bạch Vô Cầu nói Quy Bất Quy cười khà khà Hạ giọng nói Người khác thì không dám nói Nhưng Lao ta nhất định biết về Dương Bính. Có một người như vậy canh giữ bên cạnh tử phúc Thì đồng thích chấn mới có thể an tâm được Nếu như không Họ đồng kia sẽ lại bỏ thêm nội gián vào Tử phúc cũng thấy phiền toái Trong thời gian nói chuyện Thì cả bọn đã về đến dưới thuyền của mình Sở đoan ngô miễn quy bất quy cùng hai con yêu quái Nói lời từ biệt với thẩm nhị lang vì đã không còn đám phương sĩ hỗ trợ lái thuyền nữa Mà họ đành phải tự mình tìm cách chèo thuyền May là buồm đã kéo lên Quỷ bất quỷ cũng có kinh nghiệm lái thuyền Lại hiếm được một lần ngô miễn đến giúp một tay Để không mất quá nhiều thời gian Con thuyền của họ đã rời khỏi phạm vi trận pháp của tử phúc Vừa rời khỏi đó Đã thấy có vô số hải yêu chờ sẵn bên ngoài Quỷ bất quỷ liền đề Một con đại hải yêu kéo thuyền chạy về phía trước Trong lúc đó Ngồi mới lại lần nữa Lấy món pháp khí được tử phúc tặng ra xem Nằm nhận tóc bạc nắm trường kiếm trong tay Nhắm vào vị trí Có ít hải yêu nhất Mà vung một nhát Xe theo uy lực của tham lang khi trước mà nói Một nhát kiếm này Có thể chém nát một hòn đảo nhỏ Nhưng ngồi mến chém ra một nhát kiếm này Lại chỉ nghe thấy Mấy tiếng rồng ngâm Còn lại đến một trận gió Cũng không thấy đâu đây là pháp khí long đan mà tử phúc tự tay luyện chế đấy sao ngô miễn quý bất quy lại thêm hai con yêu quái bốn cặp mắt đều đi chằm chằm vào thanh trường kiếm tự hỏi tại sao Một pháp khí chế từ long đan này lại không có lấy một chút xíu uy lực nào thế rốt cuộc đến lần này thì quê bất quy đã được sờ vào trường kiếm ông già cẩn thận tỉ mỉ quan sát thanh kiếm mấy lượt công cho rằng đây Chỉ là món pháp khí bá đạo cai thế Được sự đồng ý của Ngô Miễn Ông giả cũng bắt chước động tác ban nãy của y Vùng trường kiếm lên Chuyển thêm thuật pháp của mình vào Rồi hướng về mặt biển mênh mông phía trước Chém xuống một nhát Một nhát chém kiếm xuống Lại vẫn lặng yên Không có chút động tính nào Khiến quỷ bất quỷ bối rối không sao hiểu được Tiếp sau đó Nhóc nhậm tam rồi bách vô cầu cũng bon chen góp vui Đeo cầm kiếm vùng lên chém một nhát Nhưng rồi Cũng giống như ngô miễn và quy bất quy Ngoài trừ vài tiếng rồng ngâm phát ra Thì chẳng có lấy một chút động tĩnh nào khác <laughs> Bị lừa rồi <laughs> Hết chương 120 Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay Hồi sau có nội dung gì Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sau nha